Nguyễn Văn Hoàng, khoản đầu tư của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nguyễn Văn Hoàng đang là thủ môn hay nhất kể từ đầu V-League 2020 ở rất nhiều những chỉ số. 5 trận đấu liên tiếp giữ sạch lưới với tổng cộng 22 tình huống cứu thua. Trung bình mỗi một trận, thủ môn cao 1m86 này cứu cho Sông Lam Nghệ An 2 bàn thua trông thấy. Sau rất nhiều những giải đấu làm kép phụ, không ra sân ở phút nào dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo và chỉ là cái bóng mờ ở cấp câu lạc bộ. Giờ, Nguyễn Văn Hoàng đã bước ra ánh sáng như một khoản đầu tư khôn ngoan của huấn luyện viên Park Hang-seo và hoàn toàn có thể cạnh tranh một cách song phẳng với các thủ môn đàn anh như Đặng Văn Lâm, thậm chí là Philip Nguyễn. Giới chuyên môn và giới truyền thông biết đến Nguyễn Văn Hoàng từ khá sớm nhờ những ưu điểm vượt trội về thể hình mà bây giờ đã đạt mức 1m86. Một vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử nhưng không có mấy cơ hội để thẩm định khả năng về chuyên môn. Bởi chàng thủ môn sinh năm 1995 này thường phải làm bạn trên băng ghế dự bị. Ba mùa giải V-League đầu tiên trong màu áo của Sài Gòn FC, Nguyễn Văn Hoàng chỉ ra sân 12 trận. Trong đó, mùa V-League 2018, Văn Hoàng chơi đúng một trận duy nhất ở trận tiếp đón Quảng Nam. Đến vòng chung kết U23 châu Á, dù nhiều hơn Bùi Tiến Dũng 2 tuổi, nhưng thủ môn này vẫn chỉ tận hưởng giải đấu qua băng ghế dự bị mà không được vào sân thi đấu một giây một phút nào. Nhờ hiệu ứng của U23 Việt Nam, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng được mọi người quan tâm nhưng cũng chỉ dừng lại ở gương mặt, ở chiều cao chứ hoàn toàn không phải lý do chuyên môn. Bản thân các tờ báo cũng viết về Văn Hoàng ở khía cạnh nhan sắc chứ không nói đến sự nghiệp cầu thủ. Khi ra nước ngoài thi đấu, fan ngoại quốc, đặc biệt là fan nữ, thường xin chụp ảnh với Văn Hoàng vì cầu thủ này rất đẹp trai. Sự nghiệp thủ môn của Nguyễn Văn Hoàng được lật sang một trang mới, tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn, thành công hơn nhờ chiếc điện thoại bị hỏng của một đồng nghiệp. Số là trước khi đội U23 Việt Nam sang Thái Lan dự M150 Cup chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 4 thủ môn là Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long, Đặng Ngọc Tuấn và Đỗ Sĩ Huy. Nguyễn Văn Hoàng không có tên trong danh sách, nhưng ban huấn luyện liên lạc mãi với thủ môn Đỗ Sĩ Huy mà không được bởi điện thoại của người gác đền đội Công an Nhân dân bị hỏng. Huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh nghĩ đến Nguyễn Văn Hoàng và liên lạc với đội bóng chủ quản Sài Gòn FC thì được biết là Hoàng đã về quê ở Nghệ An. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh cũng không gọi được cho Nguyễn Văn Hoàng, không phải vì điện thoại của Hoàng bị hỏng mà bởi chàng thủ môn cao kiều đang đi bắn chim cùng với bạn bè nên đã tắt chuông. Sau 7 cuộc điện thoại, Nguyễn Văn Hoàng đã nhận được lệnh triệu tập và tức tốc bắt xe ra Hà Nội để tập trung cùng đội U23 Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, Nguyễn Văn Hoàng là người đến muộn nhất, thiếu kinh nghiệm trận mạc nhất, kể cả kinh nghiệm quốc nội lẫn kinh nghiệm quốc tế, nhưng lại là người may mắn nhất. Được gọi để thế chân của Đỗ Sĩ Huy, Nguyễn Văn Hoàng còn được hưởng lợi khi thủ môn Phí Minh Long bị chấn thương ngay trước ngày lên đường sang Trung Quốc. Cùng với sự tiến bộ ngoạn mục của mình, Nguyễn Văn Hoàng được huấn luyện viên Park Hang-seo đăng ký danh sách dự vòng chung kết U23 châu Á. Dù không được ra sân phút nào, nhưng chàng thủ môn xứ Nghệ cũng được thầy Park đánh giá rất cao. Cụ thể, trước trận đấu sống mái với U23 Qatar, thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất với huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh rằng Nguyễn Văn Hoàng là sự lựa chọn tốt với nhiều lợi thế và hoàn toàn có thể bắt thay Bùi Tiến Dũng. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và khán giả đầu tiên là bởi cách hành xử và quan điểm sống rất giản dị của mình. Văn Hoàng không những không ngại ngùng về gia cảnh nghèo khó của mình mà trái lại bởi gia cảnh khó khăn mà anh rất thương bố mẹ vất vả và tự hào vì có một gia đình đầm ấm, thương yêu nhau. Khi vòng chung kết U23 châu Á kết thúc, các cầu thủ trở về như những người hùng, những lễ mừng công, những buổi gặp mặt được tổ chức gối lên nhau, quà tặng cầu thủ được mang đến tận nhà. Trong đó, một hãng sản xuất máy tập có tặng gia đình Nguyễn Văn Hoàng, nhưng khổ nỗi, nhà nhỏ quá, cửa lại hẹp, mãi mới đưa máy tập được vào trong nhà. Hình ảnh xúc động nhất diễn ra trên đường về nhà, Văn Hoàng được đưa về bằng ô tô sang trọng, nhưng khi nhìn thấy người cha thân yêu của mình đang chạy chiếc xe máy cà tàng, han gì, không yếm, không có đèn để đi đón mình, Văn Hoàng đã xin xuống xe để ngồi lên xe của bố, tay ôm bố, miệng líu lo chia sẻ với bố về giải đấu, về cảm xúc hiếm có trong cuộc đời của mỗi cầu thủ. Cả đoàn người đi đón Nguyễn Văn Hoàng đều xúc động với hình ảnh giản dị mà sâu lắng của tình phụ tử. Trong giới cầu thủ, hiếm ai đăng nhiều ảnh về gia đình, nhất là gia đình nghèo khó, một cách đầy tình cảm, đầy tự hào như Nguyễn Văn Hoàng. Những bức ảnh của Văn Hoàng đặc tả một gia đình nghèo khó nhưng tràn đầy tình yêu thương, bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tình yêu. Có lẽ cuộc sống cơ cực từ nhỏ, thiếu thốn từ bé đã tạo ra chất kết dính giữa các thành viên trong gia đình.
Bố mẹ sinh ra được 3 người con, Văn Hoàng là con trai thứ hai. Gia cảnh phải nói là nghèo khó, nói là làm nông nhưng cũng chẳng có ruộng. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc hết vào mấy chục hecta cao su thuê ở nông trường gần nhà. Làm cao su thực sự rất cực, tốn sức mà lại rủi ro. Chỉ cần một cơn bão trung bình, cả hecta cao su sẽ bị gãy gục, mất nghiệp. Cả nhà phải làm việc một cách cực nhọc mới đủ ăn. Người anh lớn đành phải bỏ học sang Lào để lao động, kiếm sống, gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ nuôi các em. Ý thức được gia đình nghèo khó, cả nhà phải căng mình lao động để có miếng ăn, để nuôi mình, nuôi em. Văn Hoàng hiểu mình phải làm gì, nên luôn duy trì một cuộc sống rất tiết kiệm, có thói quen giữ lại tiền để phụ giúp gia đình. Món quà đầu tiên kể từ khi đi đá bóng của Văn Hoàng là đôi giày biếu bố. Một món quà nhỏ với rất nhiều người, nhưng nó phải đánh đổi bằng rất nhiều ngày tháng tích góp từ những khoản tiền phụ cấp của đội bóng. Lớn lên, thi đấu nhiều giải, cả nội địa lẫn quốc tế, Văn Hoàng có điều kiện hơn. Và năm vừa rồi, chàng thủ môn người Tân Kỳ đã thực hiện được giấc mơ kéo dài gần cả 20 năm là xây dựng cho bố mẹ một ngôi nhà. Không chỉ chuẩn bị tiền, Văn Hoàng còn cởi bộ vest đồng phục sang trọng của đội bóng, tháo giày tây, cởi áo sơ mi để mặc bộ đồ bảo hộ lao động vào, làm việc như một phụ hồ thứ thiệt, tự tay xây lên ngôi nhà mơ ước tặng cho bố mẹ. Với Văn Hoàng, tiện nghi, hiện đại, tiền bạc, danh tiếng chẳng là gì nếu so sánh với gia đình. Và nói như chàng trai cao kiều này thì bữa cơm mẹ nấu là bữa cơm ngon nhất trên đời. Chiếc xe của bố là chiếc xe thoải mái nhất trên đời. Và ngôi nhà mình là ngôi nhà ấm áp nhất trên đời. Nhìn cảnh đó, ai cũng thầm khâm phục Văn Hoàng. Còn nhiều phụ huynh thầm mơ ước giá con nhà mình cũng được như vậy. Bạn bè các thầy nói rằng Văn Hoàng có hai thứ là giàu nhất. Một là tình cảm với gia đình, và hai là niềm đam mê với trái bóng. Từ bé, Văn Hoàng đã đam mê bóng đá và nó là trò chơi mà trẻ con nhà nghèo mê nhất. Ở tuổi 15, thấy lò đào tạo VSH tuyển cầu thủ, Hoàng đã xin bố mẹ tham gia, nhưng gia đình nghĩ nghề cầu thủ không có tương lai lại rất nhiều rủi ro, nên gia đình muốn hướng cho Văn Hoàng học hết lớp 12 rồi đi học nghề, về quê làm việc, kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình. Nhưng niềm đam mê đã ăn vào máu, nghề cầu thủ được chọn là sự nghiệp. Văn Hoàng thuyết phục mọi cách, kiên trì và kiên quyết đến mức bố mẹ phải nhượng bộ. Bố đưa Văn Hoàng đi tuyển và chỉ cần đúng một vòng thi, các thầy đã chấm hai chữ trúng tuyển. Rất nhanh chóng, Văn Hoàng trở thành trụ cột của các lứa trẻ của VSH trước khi chuyển giao cho Hà Nội FC và Nam Tiến để khoác áo Sài Gòn FC, dự bị cho người anh lớn Tống Đức An. Năm 2019 có lẽ là năm bản lề của Nguyễn Văn Hoàng, bởi rất nhiều những việc đại sự của thủ môn người xứ Nghệ đều hoàn tất vào khoảng thời gian này. Xây nhà cho bố mẹ, lập gia đình yên bề gia thất và ký hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên với Sông Lam Nghệ An để được bắt chính ở sân chơi V-League. Hãy nói về gia đình mới của Văn Hoàng. Một điều rất dễ thấy, vợ của Văn Hoàng có tính cách rất giống với chồng của mình, sống giản dị, sâu lắng và rất kín tiếng. Cô nàng nhà báo dễ thương Hồ Thủy Tiên hơn Văn Hoàng 1 tuổi, chưa từng nhắc tới hoặc đưa hình ảnh của chồng lên trang cá nhân. Tài khoản Instagram của mình cũng để chế độ riêng tư. Ngay cả đám cưới của họ cũng được tổ chức vào thời điểm diễn ra SEA Games 30 để đỡ bị dư luận quan tâm. Và khách mời cũng chỉ là những người bạn bè, những người thân chứ hoàn toàn không mở rộng. Không một bức ảnh cưới nào được cặp tân lang, tân nương công bố, mà phần lớn hình ảnh ấy đều do bạn bè, người thân chụp lại làm kỷ niệm. Một điều rất tuyệt vời, kể từ khi lập gia đình, sự nghiệp của Văn Hoàng càng ngày càng thăng hoa hơn. Chia tay màu áo Sài Gòn FC, Văn Hoàng ký bản hợp đồng chuyển nhượng đầu tiên trong cuộc đời của mình, có thời hạn 1 năm để đầu quân cho Sông Lam Nghệ An. Trong bối cảnh hàng loạt những ngôi sao rời xứ Nghệ như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc đầu quân cho Viettel, Ngọc Toàn, Đình Hoàng chuyển đến SHB Đà Nẵng, Thế Cường về Hải Phòng, tiền đạo chủ lực Michael Olaha rời Việt Nam, Văn Hoàng cùng với Đình Đồng trở thành chỗ dựa cho Sông Lam Nghệ An, mà phần lớn là những cầu thủ trẻ. Năm vòng đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đứng đầu bảng xếp hạng. Phan Văn Đức ghi 3 bàn giúp đội nhà giành 9 điểm. Đặng Văn Lắm ghi bàn duy nhất đánh bại nhà vô địch tuyệt đối Hà Nội FC ngay trên sân hàng đẫy. Nhưng Nguyễn Văn Hoàng mới là cầu thủ tỏa sáng nhất với chuỗi 5 trận liền giữ sạch lưới. Từ trận đấu đầu tiên gặp Sài Gòn FC, rồi đến BKMX Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, rồi đến Hà Nội FC, Văn Hoàng đều tỏa sáng, mà theo thống kê,
Mỗi một trận đấu, thủ thành người Tân Kỳ này cản phá ít nhất 2 tình huống mà những đồng nghiệp khác sẽ phải chào thua. Như trận đấu với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, đối thủ có mọi lợi thế, đang là nhà đương kim vô địch, nhà vô địch tuyệt đối, nhà vô địch V-League nhiều lần nhất, sở hữu cầu thủ giành nhiều danh hiệu quả bóng vàng nhất, đương kim quả bóng vàng, quả bóng bạc và ngoại binh xuất sắc nhất đều chơi bên phía đội chủ nhà. Đặc biệt, ngày diễn ra trận đấu là sinh nhật lần thứ 14 của đối thủ, giàu tiền, giàu ngôi sao và cũng giàu cả thành tích. Nhưng Văn Hoàng đã tỏa sáng, điều chỉnh hàng phòng ngự, động viên các cầu thủ trẻ và tự mình hóa giải rất nhiều sóng gió từ đôi chân của Oma, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Rimario bảo vệ sạch khung thành của đội nhà để bàn thắng của Đặng Văn Lắm có giá trị cao nhất. Sau trận đấu, huấn luyện viên Ngô Quang Trường mô tả về Nguyễn Văn Hoàng bằng 5 từ: tài năng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, tự tin và tập trung. Một cách công bằng và khách quan, Nguyễn Văn Hoàng đang là thủ môn có phong độ cao nhất ở V-League 2020, là chỗ dựa cho Sông Lam Nghệ An và là niềm hy vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với chiều cao 1m86, ra vào hợp lý, làm chủ những tình huống bóng bổng, quản lý không gian trước mặt, điều chỉnh hàng phòng ngự một cách hiệu quả và đang đạt phong độ rất cao, Nguyễn Văn Hoàng vượt qua rất nhiều những tên tuổi lớn như Bùi Tiến Dũng, Trần Nguyên Mạnh, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Công để góp mặt trong danh sách mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lần đầu tiên thủ môn Nguyễn Văn Hoàng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập là ở vòng chung kết U23 châu Á và lần cuối cùng là ở ASEAN 2018, cách đây cũng tròn 2 năm. Cả hai giải đấu trên, Văn Hoàng chỉ đóng vai trò dự bị và không được thi đấu một giây một phút nào. Có một chi tiết ít người để ý, Nguyễn Văn Hoàng giữ nguyên đôi tất ở vòng chung kết U23 châu Á cũng như ở ASEAN và vẫn ra sân ở V-League với đôi tất ấy. Nó nhắc nhở cho Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều điều, đặc biệt là khát vọng khoác áo đội tuyển, cống hiến cho người hâm mộ và thỏa mãn niềm đam mê một đời của mình. Mọi thứ giờ đã khác, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhìn rõ hơn tài năng, sự trưởng thành của Văn Hoàng và chàng thủ môn xứ Nghệ cũng hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để tỏa sáng.